như đoạn nào nhỉ? Rồi, switchboard mode trang là cổng kết nối giữa hai switch với nhau đúng không? Ok chưa? Rồi bây giờ phát 0/1 đây này. Nó nối với mạng 770 đúng không? So CDP enable. Nối với DHCP 1 là cổng phát 0/1 no switchboard. IP address 10.1.70.2 đúng không? Được chưa? Nối này là 70 mà, nối này là 90 thì 90 là cổng bao nhiêu? Cổng bao nhiêu nối với con DHCP 2 là phát 0/2. Cái đoạn nhầm cổng nữa, no switchboard. 10.1 chấm bao nhiêu? Rồi, nó đối với DC1 là bao nhiêu? Phát 0/3. À, địa chỉ mạng bao nhiêu? Địa chỉ mạng bao nhiêu? Một linh 1.2 đúng không? Rồi, interface phát 0/4. À, địa chỉ bao nhiêu? 103.2 đúng không? Được chưa? À. Ok chưa? Rồi. So virus. À, bật tính năng điện truyền lên, IP routing. Rồi, 70, 90, 80 là bên này rồi đúng không? IP routing. Ok không ạ? À, tôi chạy. Rồi, đã IP đã. Trên con suy này cũng tương tự như vậy đúng không? DC1 cổng phát 0/2 là 100.1, phát 0/3 là 1 interface phát 0/2 no switchboard IP bao nhiêu? 10.1.100.mấy? Interface 10.1 chấm bao nhiêu? 10.1. Ok chưa? Đó. Trên con DC2 Interface phát 0/2 là bao nhiêu? 102.1 và 103.1 đúng không? Ok chưa? Rồi. À, con này phải tạo với len 50 đúng không? Không. Interface VLAN 50. Còn 50.2. Rồi, trên con này cũng phải tạo VLAN 50. Trên hai con DC. Quên cổng trăng, cổng 1 trăng và cổng 4 trăng đúng không? Được chưa? Hiểu không? Rồi tôi cố hình qua mai thằng này vào một group đúng không? Standby 50 IP 10.1.50.254. Standby 50 priority 105. Standby 50. Rồi. Ok chưa? Đó.
Rồi. Vila 50. Phải rên. Đúng không? Còn 3, còn 4, 5 sự. Ơ, chết rồi. Ship bỏ con set, đúng không? Ship bỏ set vì làm bao nhiêu? 50, đúng không? À. Thì bây giờ tôi phải chạy định tuyến 3 này thôi với nhau, đúng không? Ok chưa? Rồi. À. Thì chạy rip được nhá, rip vào nhanh. Ừ. Rip một được, auto rip. Bước thứ 2 nó auto. Net 10.0.0. Đã được đi. Đó. Con này cũng rip. Rồi. Con này cũng rip đúng không? Con này sao? Rip đúng không? À, ai biết đầu tiên chưa bật lên. Ok không? Rồi. Soi virus. Chưa có rip à? Chờ tí. Còn có rip chưa? Rồi, có rip rồi đúng không? 100 đúng không? Con này có chưa? Rồi, có rồi đúng không? Thì bây giờ ở đây tôi đặt này. Con này anh triển khai dịch vụ DCB trước nhá. Để tạo carbon cho 10-20 mà. Đúng không? Đây, thải đặt 50.70. Hai năm tư chứ đúng không? Đúng không? Ok không? Binh phát ra vào đến 24 chưa? Thông chưa? Rồi. Chúng ta chưa tạo bull nhá. Tạo bull này. Service này. On. 10 đúng không? Đi nét bao nhiêu? 60. 10. Xem nào. Ok chưa? Bây giờ trên này muốn nhận thì phải bị hyper chứ, DSB relay chứ đúng không? Binh như thằng này đến 70.50.70 chưa nào? Rồi, hyper nhá, hyper chỉ ở trên interface VLAN nhá, lưu ý nhá. IP hyper 10.1.70 đúng không? Ok chưa? À. Trên này cũng vậy.
Rồi, ok. Mệt chưa? Ờ. Không mệt chưa? Ờ. Mà mưa chưa? Dạ. Muốn mưa chưa? Ok. Để xong cái phần DSCP delay. Em hiểu không? À. Rồi, buổi sau anh sẽ chữa tiếp cái phần kết nối giữa cái phần kết nối bên này. NAT over loss, NAT static, backup. Đúng không?